tên lửa hiếm trang bị cho tổ hợp 4K51 Rubies Việt Nam. Trong một phóng sự thực hiện tại lữ đoàn tên lửa bờ 680 thuộc quân chủng Hải quân đã xuất hiện những hình ảnh về một loại vũ khí hiếm gặp. Lữ đoàn tên lửa bờ 680 là một trong những đơn vị phòng thủ bờ biển trọng yếu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, được giao khai thác sử dụng tổ hợp tên lửa 4K51 Rubies khá lợi hại. Thành phần tổ hợp 4K51 bao gồm một xe băng phóng 3P51 cải tiến dựa trên khung gòm xe vận tải hạng nặng MAZ-543 sử dụng để đặt radar điều khiển hỏa lực MR-331 Rangout cùng với cụm ống phóng KT-161 mang hai tên lửa hành trình đối hạm P-15M Termit, SSN-2 Styx. Tên lửa P-15M Termit sử dụng hệ dẫn đường radar chủ động có tầm bắn 80 km, với tốc độ tối đa là Mach 0.95 và mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg. Tuy nhiên, ngoài tên lửa P-15M thì tổ hợp 4K51 Rubies của Việt Nam còn được trang bị một loại đạn tên lửa khác, đó là P-15TM sử dụng đầu dò tự dẫn hồng ngoại. Mùa hè năm 1958, đầu dò hồng ngoại Condor được thử nghiệm để phục vụ mục đích hiện đại hóa tên lửa P-15. Đầu dò Condor có tầm hoạt động 10 km vào ban ngày, 5 km ban đêm và có góc quét 2,5 độ. Sau đó, phiên bản Snagger tiên tiến hơn đã được sản xuất để lắp trên phiên bản hiện đại hóa P-15U. Vào cuối những năm 1960, một phiên bản mới của P-15 đã xuất hiện với cánh gấp được cho phép giảm bớt kích thước của bệ phóng. Tên lửa được sản xuất thành hai phiên bản P-15U dùng radar chủ động và P-15T sử dụng đầu dò hồng ngoại Snagger. Chúng trải qua một đợt nâng cấp nữa vào thập niên 1970, tên lửa P-15UT đã được thay thế bằng P-15M và P-15TM. Đây cũng là hai loại đạn tên lửa trang bị cho hệ thống 4K51 Rubies của Việt Nam. Việc phóng được cả hai loại đạn tên lửa P-15M lắp đầu dò radar chủ động lẫn P-15TM sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại khiến khả năng tấn công mục tiêu cũng như chống trả các biện pháp đối kháng điện tử của tổ hợp 4K51 Rubies trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Tên lửa P-15TM có thể bí mật tiếp cận mục tiêu mà không sợ hệ thống cảnh báo radar bị chiếu trên chiến hạm báo động để đưa ra biện pháp đánh chặn, thậm chí nó còn có thể sử dụng trong vai trò tấn công mặt đất, đặc biệt là vào các buồng chứa, kho tàng bị hun đốt bởi nhiệt lượng của mặt trời vào ban ngày. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.